Dạ, em mến chào cô chú, anh chị và các bạn Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô chú, anh chị nhà mình là nấu nước bí đao tại nhà Thì một cái công thức cũng rất là đơn giản Thì em cũng có quen một bà chị, bà ấy chia sẻ lại cho em một cái công thức để mình nấu bí đao, mình uống cả nhà thì chị cũng đã kinh doanh qua nhiều năm rồi á thì em cũng mới học được thì hôm nay á, em nấu cảm thấy nó ngon và uống rất là thơm thì em nấu như thế nào thì hôm nay em chia sẻ đến cả nhà nào mà chưa biết cách để mình nấu đó, cho gia đình mình uống á thì em mời cả nhà theo em vào bếp để nấu nước bí đao ha ở đây thì em dùng là một trái bí đao tầm 1 kg và đây là em dùng bí đao đá đó. À, người ta kêu bằng bí đá đó mình nấu nó sẽ ngon hơn cái loại bí kia. Dầm nửa ký đường đen và một ít mạch nha để nấu tạo màu cho nó được đẹp và thơm và một ít bí lao và một trái la hán quả rồi kế tiếp nữa thì ở đây dùng đường một ít đường phèn và không thể thiếu là lá dứa đó cả nhà mình nếu mình nấu cái này mà không có lá dứa thì nó không sẽ không thơm ha thì rồi bây giờ em sẽ đi cắt bí đao ra bí đao này á thì nó rất là dày như là hộp càng già càng càng tốt ha cả nhà càng già cả nhà nấu nó càng ngon người ta dùng làm mứt á cả nhà người ta cũng dùng cái trái bí đao này nè người ta làm mứt nó rất là ngon tại vì nó cái độ ăn của cái trái bí này nó hơi là bột bột quá, bởi vì mình làm mứt nó ngon dữ lắm, cái vỏ nó rất là dày luôn nè, cả nhà thấy không? còn cái bí kia của mình nó cái vỏ nó mỏng lắm. Còn cái bí này thì nó dày cái giỏi vậy đó Chứ mình nấu nó, nó ngon dữ lắm Em thì em thích mua bí này để mà mình hầm với giò heo đồ đó Nhìn cái độ mà à, của cái chế bí này nó thơm mà nó nó bột hơn Em thích ăn bí này nhiều hơn luôn á Bí này thì em bỏ cái ruột nó ra Xong rồi em sẽ sắc mỏng mỏng vậy nè cả nhà Sắc vậy hồi mình xào nó sẽ mau mềm hơn còn như mình sắc mà dày quá thì mình xào nó hơi lâu còn nhiều anh chị em thấy người ta cũng nấu Đúng là sắc xanh trên lớn này cho đến người ta mỏng, mỏng luôn còn em cái thì cái nhà thì mình không, có làm như vậy sắc em cho nó sẽ dày quá mà cũng không phải mỏng đường quá cho nên, nên em sắc mỏng là mình xào cho đường cho nó trước, mau hiểu lại cho nó thấm người em mình sắc như mình xào quá thì lâu lắm em cho vào đây gì là một muỗng muối để mà mình đi rửa ra cho chắc mũ rồi nó ra luôn á cả nhà sau khi bí đao mà em đã sắc em rửa sạch em để gáo rồi á thì bây giờ em sẽ cho đường vào đây à, là một trái bí đao khoảng một ký thì em cho là một chén đường Cái này đường đường đen á cả nhà bắt đầu em sẽ ốp trước trước vào đây để cho nó thấm dưới cái bí này rồi á em để khoảng tầm 15 phút rồi nó thấm rồi á rồi em mới đem đi để giống như mình đi ngào vậy đó ngào cho nó rượu lại luôn mía lau thì em đem em đi góc cái vỏ ra đừng hồi em sắc mỏng mỏng bắt đầu em nấu hết cả nhà giờ mía lau thì em ướp được 15 phút rồi bây giờ em đem em đi sơn cho nó thấm luôn với đường luôn ha cả nhà đó em làm như vậy nè vậy thì mình nấu cái nước nó sẽ thơm hơn nãy giờ em nấu thì nước đường nó cũng tan ra nè cả nhà cả nhà cứ để lửa kêu kêu ha để cho nó thấm vô trong cái bí này luôn đó cả nhà mình nấu như vậy thì nó sẽ nước bí đao nó sẽ ra nhiều hơn là mình hầm cái kiểu kia nãy giờ cũng được 10 phút rồi đó bây giờ bí nó cũng mềm rồi bây giờ em bắt trước một cái nồi nước lên đây khi nào sôi rồi mình hãy cho bí vào trong nồi này ha cả nhà Bây giờ nước thì nó cũng nóng nhưng mà nó chưa có sôi mấy thì em cho mía mà nãy em góc á, em cho vào đây luôn. Bây giờ mình để chứ cũng được. Còn cái trái la không quả mình bỏ vào đây luôn. Mà cả nhà nhớ là trái la không quả cả nhà mình phải rửa qua nha. Rồi cái đầu mình đập cho nó dập dập gì rồi mình thả bỏ vào nước ha cả nhà. Bí đao nãy giờ em ngào thì nó cũng đã mềm rồi. Bây giờ em sẽ đổ vào trong cái À, cái nồi nước luôn Mình nấu như vậy thì cái nước bí đao nó mới ra nhiều được còn mình hầm kiểu kia thì cái nước bí nó không có được thơm giờ nước nó cũng nóng dần lên rồi em sẽ cho nước cái bí đao vào đây hết luôn tại vì cái này nó nặng quá em một tay cầm máy tay cầm vậy cho nên em xúc từ từ không có người để mà em cầm được cái máy, cả nhà hơi lắc một tí cả nhà thông cảm nha em ha. Cái nước này thì hồi nãy em cũng đã đun sôi rồi, em quên nó bắt trước nó cũng đun sôi rồi cho nên giờ em bắt lại thì nó chưa có sôi lại đó cả nhà, nhưng mà cũng để vô được để ba lá dứa các mía nè rồi à, bí đao mình để vô hết luôn đi, rồi luôn cái cục mạch nha này á, mình à, để vô luôn nha cả nhà, tại vì à, bí đao thì em đã xào nó đã mềm rồi, thì mình không cần phải nước sôi, chỉ cần nước nó nóng lên là bắt đầu mình để vô được, rồi đó, bây giờ mình để để vô hết tất cả luôn, rồi là mình để nước ghiêu ghiêu khi nào mà nó sôi lên là mình tắt lửa ha cả nhà tại vì cái lá dứa tại vì gà mình để vô trước quá lâu quá nó cũng không có thơm cho nên nó cái nước này thì hồi nãy em đã đun sôi rồi em tắt lửa cái nhiệt độ nó không có còn sôi ụng ụng nữa nãy giờ thì em cho nước nó sôi lên rồi bi đao thì nó cũng rượu rồi lá dứa thì nó cũng đã chín rồi rất là thơm Và bây giờ là em tắt lửa hết cả nhà mà mình cho ra một cái lượt để mình chờ nguội rồi á mình mới uống đó, bây giờ em sẽ lượt qua bên cái cái ca nhiệt độ này nè để một hồi nó nguội rồi mình mới cho vào trong nước đá ha Lược như vậy là hình như bí đao mà khi mà nó chín nó rượu và nó lợn cợn á cho nên mình phải lượt qua nghe cả nhà thì cái nước nó mới trong được sau khi em lọc cái bí đao này em để nguội rồi á thì em sẽ cho nước đá vào ly để mình mời gia đình mình uống nha cả nhà thì video của em á thì tới đây thì cũng xin tạm dừng rồi cả nhà ơi nếu cả nhà mình thấy video của em hay thì nhớ tặng cho em một nút like và một nút đăng ký để em có động lực có em ra video mới thật hay đi gửi đến cả nhà xem ha rồi bây giờ em xin chào cả nhà nha bye bye